cùng Mai Anh nấu ăn kiểu mới nào. Hôm nay bạn mình tới nhà muốn trải nghiệm cái cách nấu của Dung á, cho nên là bọn mình cùng nhau làm món cánh gà chiên nước mắm. Ở dưới và ở trên là mình sẽ hấp cá và rau. Rồi mình đậy nắp lại, mình chỉnh lửa nhỏ nhất, đợi 6 phút. Thì trong thời gian chờ đợi thì mình đi rửa chén. Nó tới nhà mà mình bắt nó rửa chén chứ. 6 phút rồi, mình lấy nó ra. Lấy cá ra luôn. Tạo cánh gà cho nó vàng đều. Bỏ lại, hấp thêm cá. Tại vì lúc nãy mình nấu hấp có 6 phút à. Rồi mình để thêm 10 phút nữa, rồi mình lấy cá ra. Thì cá lúc này chín rồi. Lấy cái sữa ra luôn. Đảo gà thêm lần nữa. Mình cứ đảo xong rồi mình đậy nắp lại, mình để đó. Thứ nhất là nó không có văng, thứ hai nó vẫn rất là giòn ha. Dặn lửa lớn lớn hơn tí, hồi nãy mình lửa nhỏ quá. Rồi. Bây giờ thì mình lấy cánh gà đã vàng vàng ra nè. Mình bỏ qua bên nước mắm tỏi. Nhìn vậy thôi thấy chảy nước miếng rồi. Thấy dầu trong ghê không? Đấy, đảo vài cái cho nó thấm đều. Lem. Đây, dắp ra dĩa. Lên mâm thôi. Cánh gà chiên nước mắm, cá hấp, rau luộc. Rau hấp chứ ha. Ăn thôi.